xúc động lễ truy điệu 12 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong diễn tập phòng thủ. Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập để sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trưa ngày 8 tháng 12, tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ truy điệu trọng thể 12 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7 đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ngày mùng 2 tháng 12 năm 2024. Đọc lời điếu văn, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu 7 trưởng ban tổ chức lễ tang nêu rõ, 12 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7 tham gia diễn tập năm 2024 đã anh dũng hy sinh vào lúc 20 giờ 27 phút ngày mùng 2 tháng 12 năm 2024 tại trường bắn quốc gia khu vực 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với quân đội, quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập để sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. 12 chiến sĩ thân yêu đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn đôi mươi, tràn đầy nhựa sống với biết bao khát vọng, để lại nỗi đau thương và niềm tiếc thương vô hạn, không gì có thể bù đắp được. 12 liệt sĩ đang nằm đây với chúng ta là những chiến sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đã gác lại những hoài bão, ước mơ phía trước để lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng trong công tác, học tập và rèn luyện. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí là minh chứng cho truyền thống chung với nước, hiếu với dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quản ngại khó khăn, thử thách, hiểm nguy để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nêu: Trước hành động không sợ hiểm nguy, tấm gương hy sinh anh dũng của các đồng chí vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, 12 liệt sĩ đã được nhà nước, chính phủ, thủ tướng chính phủ, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên sâu sắc, kịp thời trước đau thương, mất mát. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ trong giờ phút đau đớn, tiếc thương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh quân khu cùng cấp ủy chính quyền nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ xin được chia sẻ nỗi mất mát to lớn không thể bù đắp được với gia đình các liệt sĩ thân nhân gia đình các liệt sĩ xin hãy nhận ở chúng tôi những người đồng đội thân thiết thủy chung lòng tiếc thương vô hạn và sự cảm thông chia sẻ sâu sắc nhất ông ngọc đọc trong điếu văn danh sách 12 liệt sĩ thượng sĩ liệt sĩ đặng quốc bình tiểu đội trưởng trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. trung sĩ liệt sĩ nguyễn bùi trường an Chiến sĩ, trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Trịnh Doãn Thế Anh, chiến sĩ, trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Hồng Chí Tài, chiến sĩ, trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Trương Văn Tiến, chiến sĩ, trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ liệt sĩ thông minh kiệt, chiến sĩ, trung đội 7, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Võ Thanh Hiếu, chiến sĩ, trung đội 8, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Phạm Ngọc Hiếu, chiến sĩ, trung đội 8, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Lâm Hoàng Nhật, chiến sĩ, trung đội 8, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7 trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Hồ Gia Huy, chiến sĩ, trung đội 9, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Bùi Hy Lạp, chiến sĩ, trung đội 9, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7. Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Trọng Hòa, chiến sĩ, trung đội 9, đại đội 3, tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7.